vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, rất là vinh dự cho tôi được thay mặt cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 79 thông tin đến đây để dự cái đêm giao lưu và được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, các tiết mục nhảy của các câu lạc bộ rất là tuyệt vời. Cho phép tôi được thay mặt cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn xin được trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Và để hòa chung với không khí rất là sôi nổi thì xin bà con hãy ngừng lại một chút cái sôi nổi để đi về một cái giai điệu rất là êm đềm qua ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng của Lệ Thu. Sau đây xin bà con đón nghe ạ. Tôi đến bên nhà chồng mưa chiều.
the bell for regular updates on these exciting topics. Show us with a thumbs up that we can keep you engaged with the content of our